Xin chào mọi người, hôm nay thì tôi hướng dẫn cho mọi người là cách tạo trang trên Facebook như thế nào. Rồi trang để chúng ta bán hàng, hôm nay thì mô hình bán hàng trên Facebook hôm nay rất phổ biến. Để trước khi chúng ta bán hàng trên Facebook và quảng cáo trên Facebook, chúng ta cần phải tạo trang trên Facebook trước. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách tạo trang như thế nào. Thì đầu tiên là đây là tài khoản cá nhân của tôi. Và bây giờ các bạn tạo trang thì các bạn vào cái vị trí này, nó có cái mũi tên đi xuống. Các bạn bấm phần tạo trang, rất là đơn giản ha. Rồi khi chúng ta bấm vào phần tạo trang thì nó có 6 cái phần như sau. Thứ nhất là doanh nghiệp địa phương và địa điểm. Thứ hai là công ty, tổ chức, học viện. Và thứ ba là thương hiệu sản phẩm. Và thứ tư là nghệ sĩ. Và thứ năm là giải trí. Và thứ sáu là hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên về góc độ bán hàng thì chúng ta chỉ quan tâm 3 phần bên trên. Thứ nhất là doanh nghiệp địa phương. Thứ hai là công ty, tổ chức, học viện. Thứ ba là thương hiệu sản phẩm. Doanh nghiệp địa phương chúng ta sẽ có những tác dụng gì? Khi chúng ta khai báo doanh nghiệp địa phương thì nó sẽ có thể hiện chúng ta những cái địa chỉ và chúng ta có thể check in được. Còn đối với các công ty thì nó chỉ khai báo rất đơn giản tên công ty và lĩnh vực hoạt động của các bạn. Ở thương hiệu sản phẩm cũng vậy. Thì bây giờ tôi ví dụ trước, tôi sẽ tạo về doanh nghiệp địa phương. Ở đây thì tôi sẽ ví dụ về dịch vụ doanh nghiệp địa phương, tôi sẽ kinh doanh một cái hoặc một sản phẩm nào đó. Ví dụ tôi kinh doanh về sản phẩm doanh nghiệp địa phương như phụ kiện điện thoại. Nhớ rẻ. Rồi, địa chỉ bạn ở đâu? Ví dụ như địa chỉ số 2 Trương Quốc Dung, phường 8, Phú Nhuận. Các bạn lưu ý là khi các bạn điền địa chỉ này, các bạn phải điền rõ luôn, không được viết tắt ha. Chúng ta viết đầy đủ luôn, không được viết tắt. Mình mà chỉ các bạn lưu ý ở thành phố Hồ Chí Minh là 700.000. Nếu các bạn tỉnh khác, các bạn vui lòng lên đây gõ mã zip, zip code thì sẽ cho các bạn một list mã zip code. Đây từng tỉnh các bạn cứ copy con số này vào là xong nha các bạn. Ở đây thì thành phố Hồ Chí Minh và tôi điền số điện thoại vào. Bấm bắt đầu. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ khai báo những thông tin ban đầu cho trang chúng ta. Trang chúng ta về mua bán thì mua sắm bán lẻ. Tùy lĩnh vực, mỗi lĩnh vực chúng ta sẽ chọn một cái ngành nghề rất nha. Lưu ý là chúng ta chọn theo gợi ý của Facebook đưa ra, chúng ta không điền tự động được nha. Tiếp theo, chúng ta mô tả cho cái trang này. Nếu chúng ta có website thì chúng ta đưa website vào đây, còn chưa có thì thôi chúng ta bỏ qua. Có phải trang phụ kiện này là một địa chỉ, một cái trụ sở hoặc công ty địa điểm thật hay không? Chúng ta khai báo là có. Có phải điện thoại này cho phép đại diện một trụ sở công ty này không? Có luôn. Và chúng ta lưu thông tin lại. Rồi bước tiếp theo là chúng ta up cái ảnh đại diện của chúng ta vào. Ví dụ một cái hình này đây. Tiếp tục. Rồi, chúng ta thêm vào một yêu thích để chúng ta dễ dàng quản lý hơn. Còn nếu không thì các bạn có thể bỏ qua. Chúng mong tiếp tục. Rồi, tới phần bước này các bạn lưu ý, đây là phần quảng cáo và chúng ta chưa có quảng cáo, chúng ta cũng bỏ qua đi. Rồi, đây là cái trang quảng cáo, đây là cái trang fanpage của chúng ta. Để đầu tiên để chúng ta hoàn thiện trang fanpage thì chúng ta thêm vào cái ảnh đại diện đây, ảnh bìa, chúng ta làm ảnh bìa. Đây chúng ta thêm cái ảnh bìa.
Chúng ta thêm lưu ý cảnh bề này. Đối với cảnh bề này, nếu như các bạn thêm cái hình ảnh sản phẩm không mà không có thông tin liên hệ, thì khi khách hàng vào fanpage chúng ta, họ không biết liên hệ với chúng ta hay số điện thoại nào. Thường thì tôi khuyên các bạn, khuyến khích các bạn là nên đền để cái số điện thoại, địa chỉ và cái hình ảnh sản phẩm đại diện. Tôi ví dụ như, hoặc là các bạn có chương trình khuyến mãi gì đó các bạn đưa lên, ví dụ như một cái sản phẩm, ví dụ như cái hình như thế này. Đây, thì các bạn thấy chúng tôi ở đây nó có cái chương trình khuyến mãi và chúng tôi đang bán cái gì và cái số điện thoại liên hệ với mình ở đây. Các bạn lưu ý điều này nha. Ở đây thì tôi ví dụ cho nên tôi lấy một cái hình đại diện. Nhưng khi các bạn làm, các bạn nhớ lưu ý là chúng ta chọn một cái hình chúng nó phù hợp với sản phẩm dịch vụ và có những thông tin của chúng ta trên đó. Đây là gần xong cái bước tạo trang chúng ta. Rồi tiếp theo thì tạo trang chúng ta lưu ý, để hoàn thiện cái trang thì chúng ta nó có những cái phần ghi chú hướng dẫn mua hàng đồ bên cột bên tay phải, cột bên tay trái, xin lỗi các bạn, cột bên tay trái của chúng ta, bằng cách là chúng ta thêm ở đây, chúng ta lưu ý nó không có cột ghi chú đây, thì chúng ta có thể cài đặt, bấm vào phần cài đặt, chúng ta vào ứng dụng, chúng ta thêm ghi chú vào. Thì khi đó chúng ta ra ngoài trang, chúng ta sẽ thấy được cái phần ghi chú. Bấm vào chỗ xem thêm, chúng ta thấy phần ghi chú. Ghi chú này mục đích chúng ta để làm cái gì? Ví dụ chúng ta có thể là khi khách hàng mua hàng trên Facebook, khách hàng hỏi là bây giờ tôi sẽ chuyển khoản như thế nào hoặc chính sách bảo hành như thế nào, chúng ta phải ghi ở đây. Ví dụ như là hướng dẫn mua hàng. Rồi ở đây các bạn có thể điền thông tin, ví dụ như bạn có thể chuyển khoản cho chúng tôi theo số tài khoản, vâng 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 vâng, rất nhiều ha. Rồi chúng tôi bấm đăng lên, ví dụ chúng ta ra ngoài dòng thời gian của cái bài này, của cái trang này. Đây, chúng ta sẽ thấy phần ghi chú bên đây đây, thấy chưa các bạn? Rồi thì đây là cái cách tạo trang trên fanpage rất là đơn giản ha. Buổi học tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là cách quảng cáo của trang này như thế nào, cách chạy quảng cáo trên Facebook như thế nào để bán hàng. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây, và hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta học một cái clip tiếp theo là cách quảng cáo trên Facebook.